Lý thuyết sai Lurian đặt ra câu hỏi, làm sao để chúng ta biết được đã tồn tại những nền văn minh công nghiệp trước nền văn minh của chúng ta? Giả sử toàn bộ lịch sử của hành tinh được nén lại trong một ngày, thì sự sống đa dạng xuất hiện chỉ khoảng 3 giờ trước và kỷ nguyên công nghiệp chỉ kéo dài vài phần nghìn giây của ngày đó. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tuổi thọ trung bình của các nền văn minh tiên tiến có thể chỉ là một vài thế kỷ. Nếu điều đó đúng, vài trăm triệu năm qua, vài tỷ năm qua có thể đã từng tồn tại nhiều thời kỳ công nghiệp như của chúng ta hiện nay thì cũng là điều hoàn toàn có thể được chấp nhận một cách hợp lý. Liệu có một nền văn minh công nghiệp đã từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta trước nền văn minh nhân loại hiện nay không? Lý thuyết sai Lurian đặt ra câu hỏi, làm sao để chúng ta biết được điều đó? Các nhà khoa học trái đất vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, Gavin Smith là một trong số họ, đã bị thu hút bởi một phân đoạn lịch sử địa chất 56 triệu năm tuổi, được gọi là cực đại nhiệt Paleo-Singersine. Điều khiến họ tò mò nhất là sự tương đồng của nó với thời đại của chúng ta, mức carbon tăng đột biến, nhiệt độ tăng vọt thêm 5-8 độ C vào thời kỳ này, hệ sinh thái bị phá hoại nghiêm trọng. Tại các hội thảo chuyên nghiệp, các chuyên gia đã thảo luận về việc tại sao hiện tượng nóng lên toàn cầu nghiêm trọng như vậy đã xảy ra vào thời kỳ này. Theo Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA cho biết, không thể cưỡng lại sự so sánh, biến đổi khí hậu xảy ra vào thời đại hiện đại ngày nay, rõ ràng nguyên nhân do sự phát triển của ngành công nghiệp con người, và nếu so sánh với thời đại Paleo-Singersine lại rất giống nhau. Thật thú vị nếu nó có cùng một nguyên nhân. Một chủng tộc cổ đại gồm những sinh mệnh thông minh, có sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã từng tồn tại vào thời kỳ ấy. Rõ ràng là không ai xem điều này một cách nghiêm túc. Một ngày trong năm 2017, Smith đã được Adam Frank, một nhà vật lý thiên văn của Đại học Rochester đến thăm nhằm tìm hiểu xem liệu các nền văn minh trên các hành tinh khác có làm thay đổi khí hậu của họ như chúng ta hay không. Frank đã rất ngạc nhiên khi Smith ngắt lời với một ý tưởng thậm chí còn lạ lùng, một ý tưởng mà ông đã ấp ủ trong nhiều năm. Điều gì khiến anh chắc chắn rằng chúng ta là nền văn minh đầu tiên trên hành tinh này? Vậy làm sao để nhận biết sự tồn tại của các nền văn minh quá khứ xa xôi? Có một điểm chung mà gần như tất cả các nền văn minh đều phải đối diện là về mặt địa chất mà nói, chúng sẽ biến mất ngay lập tức bởi sự xói mòn của thời gian. Kim tự tháp, các công trình xây dựng, đền thờ v.v. sẽ bị xói mòn, sớm bị chôn vùi và trở thành cát bụi bên dưới các mảng kiến tạo của trái đất đang chuyển dịch. Khu vực có sự sống hiện đại lâu đời nhất mà chúng ta biết hiện nay là sa mạc Negev ở miền nam Israel và nó có niên đại chỉ 1,8 triệu năm. Một khi chúng ta biến mất, trái đất sẽ không mất nhiều thời gian để xóa sổ nền văn minh nhân loại đã xây dựng trên bề mặt của nó. Và hồ sơ hóa thạch quá rời rạc của một loài sinh vật tồn tại trong thời gian ngắn như chúng ta, ít nhất là cho đến nay, có thể không bao giờ tìm thấy trong tương lai. Vậy thì làm thế nào mà những nền văn minh trong tương lai xa có thể biết chúng ta đang ở đây? Nếu bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của chúng ta bị biến mất và quên lãng, liệu có còn điều gì khiến nền văn minh tương lai biết đến sự tồn tại của chúng ta không? Đó là một câu hỏi mà Smith đặt ra cho Frank. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là nền văn minh trong tương lai, xem xét đến giá trị của một số nền văn minh tiền sử đã thống trị hành tinh của chúng ta trước đây? Frank đột nhiên cảm thấy sững sờ trước sự bao la của những gì nằm trên mặt đất, chứ không phải của vũ trụ rộng lớn. Bạn đang nhìn về quá khứ của trái đất như thể nó là một thế giới khác. Thoạt nhìn, câu trả lời có vẻ hiển nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ biết liệu có một loài người cổ đại khác đã từng cư trú trên địa cầu như chúng ta hay không. Trong những tháng sau cuộc trò chuyện, Frank và Smith đã tạo dựng nên lý thuyết Silurian, học thuật chi tiết đầu tiên về khả năng tồn tại một nền văn minh tiền nhân loại trên trái đất. Ngay cả khoa học viễn tưởng cũng hầu như bỏ bê ý tưởng này. Cho đến nay, các nhà khoa học đã có những bằng chứng về các nền văn minh tiền sử thông qua các phát hiện có tính chất tình cờ. Để không bị gạt ra ngoài một cách vô ý, hai nhà khoa học này đã đi theo hướng nhận biết những dấu vết mà một nền văn minh công nghiệp trong quá khứ có thể để lại. Các bằng chứng khảo cổ về các nền văn minh tiền sử chỉ là phát hiện tình cờ, bởi vì theo thời gian hàng triệu, hàng trăm triệu năm, dấu ấn của chúng ta trên hành tinh này tất cả sẽ bị tan rã thành một lớp đá mỏng, bao gồm cả những vật liệu và các công trình mà chúng ta đã xây dựng nên thế giới loài người. Nhưng chúng sẽ tạo nên chữ ký công nghệ của chúng ta, dấu ấn độc đáo đi kèm với mọi loại công nghệ. Tất nhiên, không có lý do gì mà mọi nền văn minh phải phát triển theo cùng một cách. Một số có thể không bao giờ sử dụng nhựa, nhưng chúng phải chia sẻ một số tính năng phổ quát nhất định.
có lẽ chúng sẽ phân tán các loài đặc trưng như chuột và chuột cống trong trường hợp của chúng ta trong quá trình tồn tại của họ. Ngay cả người ngoài hành tinh cũng không thể vi phạm quy luật vật lý rằng mọi loài sinh vật có sử dụng công nghệ đều cần năng lượng không? Vậy năng lượng đến từ đâu? Con người chúng ta đã chinh phục hành tinh của mình với sự trợ giúp của quá trình đốt cháy tạo năng lượng và có vẻ hợp lý khi cho rằng các dạng sống siêu việt ở mọi nơi đều làm như vậy. Trong một thời gian dài, ngành công nghiệp của chúng ta là dựa trên nhiên liệu hóa thạch và gây ra hậu quả biến đổi khí hậu nặng nề. Điều đó sẽ để lại dấu vết địa chất. Carbon xảy ra ở ba loại, được gọi là đồng vị. Khi chúng ta đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch, chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ đồng vị trong khí quyển, một sự thay đổi được gọi là hiệu ứng Swiss. Các nhà khoa học đã ghi nhận các tỷ lệ thay đổi tương tự trong các sự kiện của thời đại cực đại nhiệt Paleocene của 56 triệu năm trước, và nếu ai đó đang tìm kiếm trong 50 triệu năm nữa, họ sẽ không gặp khó khăn gì khi nhìn thấy điều đó trong kỷ Anthropocene của chúng ta hiện nay. Liệu có sự sống ở các ngoại hành tinh? Trong còn thời đại cực đại nhiệt Paleocene, có phải sự thay đổi đồng vị khí quyển trong thời đại đó bắt nguồn từ động cơ của những chiếc ô tô của thời cổ đại không? Tuy nhiên, sự gia tăng carbon trong thời kỳ đó chậm hơn nhiều so với thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp của chúng ta. Điều này cũng đúng với các sự kiện có thể so sánh khác trong quá khứ xa xôi. Các nhà địa chất vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì đột ngột như kỳ Anthropocene. Điều đó nói lên rằng độ ngắn có thể là vấn đề, có thể cực kỳ khó để xác định các khoảng thời gian ngắn trong hồ sơ địa chất cũng như ở cấp độ thiên văn. Điều này đưa chúng ta đến nghịch lý Fermi. Nếu vũ trụ rất rộng lớn với rất nhiều hành tinh có thể sống được, tại sao chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống thông minh ngoại hành tinh? Đó là điều khiến nhà vật lý người Ý Enrico Fermi bối rối. Một lý giải là có rất nhiều nền văn minh đã hình thành, nhưng chúng biến mất nhanh chóng đến mức rất ít tồn tại tại bất kỳ thời điểm nào. Thời gian, giống như không gian, là rất lớn và con người có thể không tồn tại cùng thời điểm với nhiều nền văn minh ngoài trái đất khác, làm giảm cơ hội khám phá của chúng ta. Một kịch bản lạc quan hơn là họ có thể trốn tránh thông báo của chúng ta, không phải vì họ đã bị hủy diệt, mà vì họ nắm vững công nghệ tiên tiến hơn chúng ta, làm cho các đặc điểm kỹ thuật của họ khó thấy hơn. Một nền văn minh công nghiệp mà có thể trở nên không thể bị phát hiện bởi vì đó không phải là vô hình. Để xây dựng các tấm pin thu năng lượng mặt trời, họ cần có nguyên liệu thô. Để có được những vật liệu đó, họ cần một số dạng năng lượng khác. Kể từ khi đưa ra giả thuyết Silurian, các tác giả có thể đoán trước được là sẽ thu hút được nhiều người quan tâm cũng như giới học thuật. Nhưng bất kể có ai theo dõi giả thuyết của họ, họ vẫn thấy những bài học bổ ích về khoa học và có ý nghĩa trong nghiên cứu của họ. Với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà địa chất, khảo cổ học đang nghiên cứu và các nhà thiên văn học đang tìm kiếm để bổ sung các phương pháp mới cho họ. Để xác định một nền văn minh đã qua, các nhà khoa học phải tìm kiếm một loạt các tín hiệu cùng một lúc, mọi thứ từ biến động carbon cho đến các chất hóa học tổng hợp. Và họ sẽ cần xác định chính xác sự gia tăng và giảm xuống của những tín hiệu này do tầm quan trọng của thời gian trong việc phân biệt nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân từ một nền văn minh công nghiệp. Giả thuyết cũng có ảnh hưởng đến phương trình Bragg nổi tiếng, được sử dụng để tính toán số lượng các nền văn minh đang tồn tại trong dải ngân hà. Phương trình giả định có nhiều nhất một nền văn minh trên mỗi hành tinh có thể sinh sống được, như vậy ước tính đó của họ cũng có thể thay đổi, có thể trong quá khứ đã từng có những nền văn minh hàng xóm ngoài thiên hà. Có thể cả hai giải pháp tiềm năng cho nghịch lý Fermi là sự tuyệt chủng và sự siêu việt về công nghệ đều có thể thực hiện được. Nếu vậy, chúng ta có một sự lựa chọn. Chúng ta sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên một cách bền vững, hay chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra một mớ hỗn độn làm biến đổi khí hậu hành tinh. Chúng ta càng làm hỗn loạn bầu khí quyển hành tinh, thì chúng ta càng rút ngắn sự tồn tại của nền văn minh chúng ta. Nếu biết cách sống hòa hợp, con người sẽ đạt được một vị trí lâu dài trong vũ trụ. Nếu không, nền văn minh hiện nay của chúng ta sẽ bị loại thải